Rồi em xin kính chào quý vị à. Thì hôm nay số rất là ít nha anh chị đó, cho nên là em ít số này em quay ít nha. Rồi thì thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023 đó, tại Phú Yên đó, con 02 005902 076667 061753 044820 083583 076676 061744 005911 083594 đó. Đó là Phú Yên nha anh chị. Rồi thì cũng ngày 4 tháng 9 thứ hai luôn, 2023 luôn. Thừa Thiên Huế luôn. Rồi có hai sắp thầy Thiên Huế là 40 tờ. 027031 và 003222. Rồi. Đó, thầy Thiên Huế em có hai sắp đó nha anh chị. Rồi thì hôm nay em có nhiều đấy số lắm nha chị, 10 20 30 40. À, bữa 2 tà 2 sắp này 40 nữa là tốn 10-15 tà anh chị. Đó, hồi chiều em bón hình như cái sắp này đúng không? Bón sắp này bón là đây. Sắp này bón là 2 tà rồi. Rồi, 5 tà bón 2 tà còn 3 tà cho cái sắp nào đó bón 1 tà nữa nha anh chị. Dạ thôi. Đó, ngày nay số em rất là ít, ngày mai số rất ít nha anh chị. Đó, thì anh chị nào em cũng quay sớm đưa sớm luôn anh chị, ngày mai anh này chị nào mua thì liên hệ với em nha. Rồi thì cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Đó, số điện thoại em 0968634712 đây anh chị. Rồi có gì anh chị Zalo các bạn rồi mua số nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.